Đầu tiên thì chúng ta vào CapCut và chọn video chúng ta muốn tạo hiệu ứng intro. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh cái video này về còn 1.8 giây nhé. Sau đó chúng ta sẽ vào mục âm thanh, chọn đại trích xuất để nhập âm thanh mẫu nhé. Nhập xong thì mình bấm vào nó, chọn khớp, chọn tạo tự động để nhịp 2 nhé. Lý do chọn 1.8 là vì mỗi một cái chấm tròn này khi mà nhạc thay đổi thì nó sẽ là 0,6 giây. Chọn video, chọn mặt nạ, chọn hình chữ nhật, chúng ta kéo nó lên, kéo ngang kéo dọc nhé, để làm sao nó chiếm 1 phần 3 khung hình. Chúng ta kéo theo góc chéo như này để nó bo cái hình lại. Ok, giả sử bây giờ mình đã xong rồi nhé, chọn vào nó tích này, vào mục hiệu ứng động, vào tìm hiệu ứng phóng to này, nó sẽ hiển thị như vậy. Tiếp nữa là mình sẽ copy cái này thành thêm hai bản nữa nhé, chọn lớp phủ để đưa hai cái bản copy này xuống nhé và kéo nó đến cái chấm tròn số 2. Cái này thì mình sẽ kéo đến chấm tròn số 3. Mà đây, chọn mặt nạ và kéo cái hình này sang bên trái hoặc bên phải tùy chúng ta muốn hiển thị bên nào trước nhé. Đấy, làm sao cho nó cân đi. Tương tự với hình số 3 này, nó sẽ hiển thị như này. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ copy tất cả các thành phần này thành một số bản mà chúng ta mong muốn hiển thị. Giả sử bây giờ mình muốn hiển thị thành 3 cái video thì mình lại sao chép tương tự cả phần trên và phần dưới nhé. Đấy, đoạn cuối này mình sẽ cho nó khớp vào nhau. Và nó đã copy cho chúng ta cả cái hiệu ứng luôn. Đến cái video thứ hai này chúng ta chỉ bấm vào nó này, chọn thay thế này. Đây. Và chúng ta chuyển sang cái video khác. Đấy, làm tương tự với lớp phụ số 2 cũng thế, cũng chọn thay thế.